Khi mà được nhắc đến những chiếc laptop workstation mỏng nhẹ thì trong đầu các bạn nghĩ đến thương hiệu nào? Với mình là Dell Precision đầu 5000 series nha. Với chiếc Dell Precision 5560, chúng ta sẽ có một con chip rất là khỏe với i7-11850H 8x16 luồng, RAM tận là 32GB và hiện tại đang trang bị là 2 thanh 16GB nhé, SSD 512 này, Wi-Fi 6, GPU Intel UHD Graphics và card RAM NVIDIA T1200. Mùa hè đã hot rồi, nhưng mà ở laptop TC có chương trình hot không kém. Nhân ngày 19 tháng 5, laptop TC sẽ tặng miễn phí 2 chiếc laptop Dell Latitude 7480 và rất nhiều phần quà khác, và đảm bảo ai cũng có quà, không cần mua hàng ở laptop TC cũng được nha. Chi tiết mình sẽ để phía dưới phần mô tả. Mời các bạn tham gia. Chúng ta có thể thấy là trên Dell Precision 5560 nó có tận 100% sRGB, 100% Adobe RGB, còn cái phần trăm B3 tận là 98 luôn. Thật sự đây là một trong những cái laptop có cái màn hình nó đẹp nhất luôn trong cái phân khúc các bạn ạ. Bây giờ chúng ta hãy vào cái phần mềm Premiere Pro để xem nha. Thì thực ra nha, mình đã đánh giá với cái cảm quan mình thì mình thấy là màn hình ở trên cái con laptop này nó hơi bị hồng hơn so với những một vài con laptop mà mình đã sử dụng. Các cái màu sắc rất rực rỡ và nó kiểu hơi có cái chiều hướng mà đẩy cái tông màu saturation cao hơn một chút. Và trong phần mềm này thì chúng ta sẽ có là 26GB RAM dành cho bộ của Adobe luôn, còn 6GB RAM dành cho các ứng dụng khác nha. Phần media thì mình cũng đã kích hoạt cả các Intel lẫn NVIDIA rồi. Phải lên đến cái dòng 12 thì nó mới hỗ trợ những cái phần mềm Adobe Premiere các thứ của nhà Adobe, nó mượt mà, nó tốt hơn. Trong cái phần sequence setting thì các bạn có thể thấy mình đang lựa chọn cái video độ phân giải của nó là 3840x2160, và đây sẽ là cái độ phân giải 4K nhá. Dựng luôn video 4K cho anh em trầm trồ. Ban đầu sẽ là những cái bước cắt thô thôi. Mình đã có sẵn một project với cái dung lượng ở đây là 53,7GB. Nó sẽ gồm có rất nhiều các file và mình quay bằng con DJI Pocket 3, những cái file 4K 60 frame rất là nặng, khoảng 11GB này. Có những file 10GB, 8GB. Đầu tiên thì mình sẽ cắt nhanh qua và mình đánh giá sau nhé các bạn. Mình đang thấy là chỉ cần sau một vài phút, cái nhiệt độ CPU ở đây nha, nó đang báo là khoảng 79 độ C. Và vừa xong thì có bích lên 92 độ và mức xung đang là khoảng 4400Hz. Chúng ta cùng đo nhiệt độ bàn phím nhá. Giữa máy là 45,6 này. Chỗ để tay là 40, các cái phím Q, R, S, D các kiểu là 42,7. Một mức nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ gió ở khe CPU là 50,5. Chưa nói đến cái mượt mà hay không nha, mình đã thấy hơi khó chịu khi mà sử dụng chiếc laptop này nếu mà sử dụng cái bàn phím trực tiếp ở trên máy nhá. Đã là 100 độ C rồi các bạn nhá. Với mức công suất CPU là khoảng 50W nhưng mà nhiệt độ khá là cao. Và chúng ta sẽ có cái mức xung cao nhất cũng chỉ là 4600Hz thôi. 4588Hz. Hiện tượng quá nhiệt thì xảy ra thường xuyên luôn. Ở đây thì nó báo là cái máy nó vẫn đã phải giảm công suất rất là nhiều. Nghĩa là khi mà chúng ta mua những cái con máy mà có cái hiệu năng cao, có cái con chip khỏe nhưng mà chưa chắc nó đã thật sự khỏe, khi mà những cái hiện tượng mà bị sụt giảm khung hình xong rồi các kiểu đấy, nó sẽ xảy ra rất là thường xuyên, thì chắc chắn là chiếc laptop của các bạn gọi là sẽ không thể khai thác được 100% cái sức mạnh của con chip. Từ đầu đến giờ thì mình đã thấy quạt ở trên Dell Precision 5560 nó chạy mắc tốc lực luôn. Cố gắng làm sao để cho cái máy nó mát, nhưng mà đúng là cái quạt nhỏ, cố đến thế nào đi chăng nữa thì máy nó cũng không thể nào mát được. Chúng ta hãy cùng xem cái khả năng preview của nó nhé. Những cái như kiểu là mình để chạy bình thường hoặc là thậm chí X2 này thì nó đều rất là mượt và nó không kiểu bị delay. Một cái file dựng là 4K 60 đấy. Chúng ta phải có thêm nhiều các cái hiệu ứng nữa thì may ra chiếc Dell Precision 5560 nó mới bị khựng lag được. Trong cái HVKF info thì chúng ta có thể đo được cái nhiệt độ này cũng như công suất. Thì bây giờ mình sẽ reset lại min max của cái phần mềm này và chúng ta hãy thử dựng một chút khoảng 5 phút rồi quay lại xem cái mức nhiệt độ tối đa trên công suất là bao nhiêu nha. Ok, đã khoảng 5 phút rồi thì chúng ta nhìn lại này. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cái mức nhiệt độ là 92 độ C
khi mà công suất là 45.3W, mức xung thì là 4.588 mHz, đi kèm với đó là cái hiện tượng throttling đã xảy ra rồi. Thực ra nhiệt độ như thế này là chưa cao, mình sẽ test tiếp nhé. Khi mà mình preview như thế này nhá, thì cái mức điện năng tiêu thụ của nó sẽ rơi vào khoảng là 30W, nhiệt độ sẽ cao nhất khoảng 80 độ C thôi, mức xung là 3.700 mHz. Ở đây thì mình có một cái đồng hồ để mình bấm giờ, sau khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ quay lại xem cái mức nhiệt độ là bao nhiêu nhá. Bây giờ thì cao nhất của nó cũng chỉ rơi vào khoảng 70 độ C với nhiệt độ của CPU thôi. Ở đây thì các bạn có thể thấy sau 4 phút mà mình test file như thế này, cái nhiệt độ cao nhất của con GPU nó chỉ rơi vào khoảng 86 độ C thôi. Nhiệt độ cao nhất của CPU nó chỉ rơi vào khoảng 95 độ C khi mà công suất đạt 45W này. Nhưng hầu hết khoảng thời gian thì nhiệt độ là khoảng 82 đến 87 độ C. Thì thực ra đây là một cái mức nhiệt độ cho phép trên một chiếc laptop máy chạm như thế này, mỏng nhẹ mà chúng ta làm Premiere. Đây là một cái mức nhiệt độ mà mình nghĩ là nó khá mát đấy. Nhiệt độ bàn phím hiện tại rất cao, giữa máy 47 độ C, chỗ để tay này, bên cạnh touchpad là 40 độ, trên những cái phím này là 39.3, trên khe tản nhiệt 45.7. Tiếp theo để giảm được cái nhiệt độ máy ấy, thì mình cũng sẽ kê cao máy như những cái video mà mình test này. Chúng ta chỉ cần làm như thế này để tạo cái khoảng không gian ở dưới cái laptop ấy. Chúng ta chỉ cần làm như thế này để ở phía dưới laptop nó có không gian hút gió vào, tạo airflow ấy, tiếng Anh là như thế, cho sang mồm sẽ giúp laptop tản nhiệt tốt hơn, tản tốt hơn thật đấy các bạn nhá. Đây, chúng ta cùng test này. Đến phút thứ 10 rồi và chúng ta hãy cùng xem nhiệt độ này. Bây giờ thì chúng ta chạy file như thế này, nhiệt độ CPU sẽ chỉ loanh quanh khoảng 78 độ C thì nó đã giảm được khoảng 7 đến 8 độ so với trước khi mà chúng ta chưa kê cao máy lên như thế này. Phải nói là rất tuyệt vời đúng không? Thì các bạn hãy áp dụng cái mẹo này để chúng ta sẽ có cái mức nhiệt độ laptop nó mát hơn nhá. Và tất cả những cái thao tác khi mà mình cắt file từ đầu đến giờ ấy, nó chưa bị khựng đều rất là mượt mà. Phần nhiệt độ bàn phím đã giảm xuống còn 44 độ C, chỗ kê tay là 42.8, các cái phím này là 37.9, trên này là 45.4, còn nhiệt độ gió CPU là 48.3. Ở bên cạnh thì mình đã có một cái sequencer mẫu project để mình kéo sang này, những cái hiệu ứng hoặc là những cái tài nguyên có sẵn nhé. Đây là một cái hiệu ứng của template, các bạn nhìn này. Đơ chưa? Đó. Nó báo đỏ như thế này thì hầu hết mọi con máy mà mình test thì nó đều báo đơ này nhá. Và chúng ta hãy cùng xem. Mức nhiệt độ vẫn ok. Thực ra là không quá bị lag đâu. Ok đấy. Mình đánh giá khá cao cái hiệu năng khi mà mình preview phần mềm Premiere trên chiếc Dell Precision 5560. Nếu mà tính đến thời điểm hiện tại nhé, có một cái ưu điểm trên những chiếc laptop Precision mà mỏng nhẹ của Dell là chúng ta có một cái phần tiếng ồn ở quạt ấy, nó rất là nhỏ. Thật sự là như thế, không thể là bàn cãi được nha. Chắc chắn nó sẽ rất là nhỏ nếu mà so với laptop gaming. Các bạn tìm mình đi, đây là một cái transition này. Khá là mượt mà đấy chứ nhỉ. Chúng ta sẽ thay đổi các cái thông tin ở đây. Bây giờ thì mình sẽ dựng nhanh và lúc nữa thì chúng ta sẽ test cái thời gian render cũng như là nhiệt độ khi mà render sẽ như thế nào nhé. Từ khi mà mình kê cao cái máy lên như thế này thì cái mức nhiệt độ gió thổi ra ấy, luôn luôn đạt cái ngưỡng chỉ là 48 độ C thôi. Thì là chúng ta đã giảm được khoảng 4 độ, còn lại nhiệt độ bàn phím 43.1 này, chỗ kê tay 42.6, trên này là 45.5.
Các bạn nhìn nhá, mình đang cho nó tua X2 này. Và chúng ta nhìn cái tác vụ của card rời, card onboard nó cũng chạy khoảng 49-54% với cái con Intel UHD Graphics này. Còn con card rời NVIDIA T1200 thì nó chạy khoảng 37%. Cái con card rời này nó đang có mức nhiệt độ là khoảng 70 độ C. Và thêm nữa là cái sức mạnh nếu mà so sánh sang với cái card GeForce chơi game ấy thì nó sẽ loanh quanh của cái con GTX 1650 các bạn nhá. Nhưng một con card nó khá là yếu. Nếu mà 1650 bây giờ các bạn mua tầm chục triệu là đã mua được một chiếc laptop gaming có cái card rời như thế rồi. Tầm cái con đấy bây giờ dựng video 4K ở rất là đuối. Mà không biết là cái con T1200 với cả Quadro thì có cân được hay không. Bây giờ thì mình sẽ có những cái video 4K như thế này đúng không? Thì một layer có vẻ là khá là mượt đúng không? Chúng ta hãy thử chồng lên nó gấp 4 lần. Gọi là video 4K thì bây giờ chúng ta chồng lên 4 video, 3 cái nữa, 4 cái thành video gọi là 16K luôn. Nếu mà 4 cái mà giống nhau như thế này thì không ăn thua các bạn ạ. Nó mượt như bình thường luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng là 4 cái layer khác nhau nha các bạn. Các bạn có thể thấy là vừa xong một cái khung hình mà chúng ta có 4 cái video giống nhau thì nó không lag. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng là tận 5 cái video khác nhau trong 5 đoạn khác nhau trên cùng một cái khung hình này để chúng ta thử chạy xem nó có lag hay không nha. Đây là một cái bài test gọi là rất là kinh khủng. Âm thanh thì có vẻ là rất là mượt các bạn ạ, nhưng mà hình ảnh thì lag rồi. Đây. Các bạn có thể thấy là rất là đơ. Và chúng ta xem này. Đây. 95%, con card on phải chạy 95% nhé các bạn. Đây. Những cái thao tác mà chúng ta gọi là preview các thứ thì thường các con card on nó ăn khá là nhiều, ăn nhiều hơn cả card rời luôn. Đây, 95%. Mình thử ẩn hai cái layer đi nhá. Hai layer cũng vẫn lag, như là đang ba khung hình trên một cái. Hai khung hình này. Hai cái cũng lag luôn, còn một cái video một khung hình. Đến thời điểm này mình đã test dựng video trên chiếc Dell Ryzen 5560 được khoảng 3 tiếng rồi. Và mình thấy là chiếc máy này có một cái điều mà mình rất đáng ngại các bạn nhé. Về cái phần nhiệt độ ở trên bàn phím thì ok rồi, thì nó nóng thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận, có thể khắc phục bằng sử dụng cái bàn phím rời. Tuy nhiên ở đây này, các bạn thấy nhá, đây là cái khe gió tản nhiệt của nó này. Đây là khe tản nhiệt của nó. Nó sẽ thổi trực tiếp lên cái màn hình ấy, các bạn hiểu không? Đây, cái khe tản nhiệt nó như thế này nhá. Và mình rất đáng quan ngại là sau một thời gian khi mà chúng ta render nhiều, tại vì cái mức nhiệt độ mà gió thổi ra cũng là khoảng 40-50 độ C thì nó sẽ thổi trực tiếp vào cái màn hình này. Liệu nó có ảnh hưởng đến cái độ bền của màn hình hay không? Cái điều này thì chúng ta sẽ cần thời gian để giải quyết thôi. Mà mình nghĩ là Dell họ cũng đã có rất nhiều các bài test rồi, thì người ta phải test làm sao cho cái độ bền của cái màn hình và cái máy nó là cao nhất và sẽ không ảnh hưởng đến máy quá nhiều thì họ mới có thiết kế như thế này. Chúng ta có thể thấy là sau khoảng 30 phút mà mình có gọi là preview xong làm các kiểu thì cái nhiệt độ tối đa con CPU cũng chỉ rơi vào khoảng 91 độ C khi mà ăn 56W thôi. Đây là chúng tác dụng khi mà chúng ta kê cao máy đấy. Nó sẽ giảm nhiệt từ từ và sau đó thì có một cái mức nhiệt độ rất là dễ chịu. Mức xung tốc độ của CPU cũng rất cao, từ 4100 đến tận 4600 cơ. Rồi. Vừa xong thì mình sử dụng một cái lệnh gọi là Remix Tool này. Và bây giờ thì mình sẽ chọn lệnh Docking để nó sẽ đi keyframe cái phần âm thanh tự động. Nghĩa là khi nào mà mình nói trong video này nó sẽ nhỏ, còn khi nào mà mình không nói nữa, chuyển cảnh cho ạ, thì nó sẽ to cái âm thanh nhạc nền ấy. Ok, đã xong rồi. Đây các bạn nhìn những cái phần keyframe này, keyframe của âm thanh nhá, có rất là nhiều. Thế là mình đã hoàn thành một cái video cho kênh Laptop TC rồi. Các bạn có thể thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì chúng ta dựng trên một cái suộc 4K 60 frame và cũng có những cái effect chuyển cảnh. Và bây giờ thì mình sẽ render video này nhá. Trước tiên nghe qua một chút. Khi nào mà có cái effect này cái là sẽ đơ. Đó, cái file chuyển cảnh vừa rồi các bạn cũng có thể thấy là nó cũng bị hơi khựng lag một chút. Mình nhận thấy nhá, khi mà mình bật cái logo ở trên này, cái layer logo ấy, cái file logo này là PNG và nặng khoảng 85 KB nhá.
nhưng mà nó cũng bị đỡ hơn này, nhìn chạy có logo này, không logo đó, nó mượt hơn. Nên là mình cũng khuyên khi mà các bạn dựng video ấy thì những cái layer nào cuối cùng thì chúng ta mới cho lên nhé. Chứ ví dụ cho cái logo trước ấy thì nó sẽ dựng rất là khựng lác và khó chịu. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái công suất khoảng 47W, nó sẽ có mức nhiệt độ là rơi vào khoảng 80 độ C với CPU thôi. Còn GPU thì là khoảng 69-70 độ C, một cái mức nhiệt độ rất là mát. Phải nói như thế. Đây là mình đang tua X2. Nghe lại lần cuối cùng trước khi render. Chạy X2 nó hơi bị khựng này. Hình ảnh thì chạy nhưng mà cái keyframe nó giật. Nhưng mà nói chung cái đấy chúng ta không vấn đề gì cả. Chỉ cần cái mức nhiệt độ CPU cũng như là cái GPU nó mát này, video không bị khựng, thế là ok. Review thì chỉ cần như thế thôi. À, mình đang xem ở trên cái mức gọi là mức full nhé các bạn. Đây này, đây là mức full này. Bây giờ chúng ta chuyển sang 1/2 xem nào. Mức full thì nó sẽ là chạy trên cái dạng cho nó full 4K đấy. 1/2 thì có vẻ mượt hơn khá là nhiều đây. Cái keyframe các bạn nhìn này, chạy mượt luôn. Các bạn thấy chưa? Full thì là từ full lại mà. Có thêm một cái nữa này, các bạn lưu ý này. Nghĩa là bây giờ mở Adobe Premiere Pro 2024 lên sẽ báo một cái là không có driver, và khi mà mình chọn fix ấy, chọn constant này, các kiểu này, khi mà mình chọn fix thì không thể nào mà tìm được cái driver trên NVIDIA T1200 nhé các bạn. Trên trang chủ của NVIDIA ấy, không thể tìm được driver của cái card RTX này. Rất là ảo diệu luôn. Nhưng mà dựng vẫn ok, chứ không vấn đề gì cả. Từ nãy đến giờ thì mình thấy là khi mà preview X2 ấy, thì cái mức nhiệt độ nó chỉ rơi vào khoảng 85 độ C thôi các bạn ạ. 85 độ C nhá, với công suất khoảng 30-43W. Bây giờ chúng ta sẽ chọn in out và bấm render eSport nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là Adaptive High Bitrate này. Test hiệu năng. Kiểm tra get CAD trên theo Pre 5560. Chúng ta sẽ có những cái chất lượng preset là max thuộc Adaptive High Bitrate với cái dung lượng là 22.932 MB. Còn lại bây giờ thì mình sẽ để là low bitrate là 6.886 MB nha. Những cái file gọi là chất lượng nó cực kỳ nặng. Ok, với độ phân giải là 3840 x 2160, 4K nha các bạn, 4K 1069. Ok, bây giờ thì mình cũng sẽ có một cái đồng hồ đây để chúng ta cùng bấm giờ cái thời gian mà chúng ta gọi là import file nha các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, thật sự rất hào hứng các bạn ạ. Rất hào hứng. Và chúng ta hãy cùng xem sức mạnh của chiếc máy này sẽ như thế nào. Chúng ta đã có những cái giây phút đầu tiên của render này. Thời gian mà đang báo ở trong phần mềm ấy thì các bạn có thể thấy là 27 phút 30 giây. 25 phút này. Và cái phần trăm sử dụng của con T1200 là 100%. Nhiệt độ đang đẩy dần lên là 74 độ C. Và chúng ta cũng có cái mức sử dụng công suất của con CPU là 46 W này. Nóng 88 độ C. 91 độ. 96 độ. 96 độ lại tụt xuống 89 độ. 86 độ. Và cái mức xung là 4000 MHz. Phần trăm sử dụng của GPU đang là khoảng 71% này. Và đến cái lúc này ấy, chúng ta thấy nhiệt độ gió thổi ra đã là 51,2. Mặc dù là mình đã kê cao máy lên rồi các bạn nhá, kê cao máy lên rồi ấy, nhưng mà chúng ta đã có một cái mức nhiệt độ CPU cũng rất cao, 51,7 độ C rồi. Nhiệt độ bàn phím sao? Chắc là bỏng tay luôn nhỉ. 45 độ. 41,8. Khi mà render này thì cái phần trăm sử dụng của con card onboard UHD graphics là khoảng 31%. Nó vẫn sử dụng các bạn ạ. Nó vẫn hoạt động đấy. Và mình thấy ở đây, chúng ta hãy cùng xem cái công suất của con card RTX là bao nhiêu watt nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ có T1200 ở đây. NVIDIA T1200 laptop
ăn 43W, nóng 73 độ C và mức zoom 1845 Hz. Thêm nữa chúng ta sẽ xem mức RAM nhá. Mức RAM hiện tại đang là 19.2 × 31.7GB. 19GB là mỗi Premiere Pro đã 19GB rồi các bạn ạ. Có cục xúc không nhỉ? Có căng tưởng nào không nhỉ? Rất căng, rất là cục. Ok. Và thời gian ở đây đang báo là 23 phút nữa là render xong nhá. Nhanh thế. Video 4K mà sao nhanh thế nhỉ? Ok, trong cái lúc đấy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ làm cái thumbnail bằng phần mềm Photoshop. Tại sao? Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có RAM mà. RAM tận 32GB cơ mà. Bây giờ chúng ta sẽ dựng Photoshop nha các bạn. Căng chưa, căng chưa? Rồi, với laptop TC là chúng ta cứ phải gọi là test mắc binh luôn. Tại vì sao? Trong cái thời gian mà render, chúng ta có thể hoàn toàn là thực hiện, làm xong được cái thumbnail cơ mà. Ok nhá. Đây mình sẽ làm cái thăm Full HD thôi, 1920 1080. Mở cái thăm mà cũng lâu nhá. Làm cái máy nó bung hết sức mạnh cho cái Premiere rồi. Mà làm cái thăm nó cũng kiểu bị lâu cơ. Đây các bạn thấy không? 50-10 giây rồi ấy, đây bây giờ mới ra này. Ok, ra xong thì có vẻ mượt. Xong là cái thăm của laptop TC mình làm cũng rất đơn giản thôi. Cái ảnh đấy lại là cái định dạng BMP như thế này. Ok. Đây là cái lúc mà cái con máy Dell Edison 5560 nó chạy mắc quạt nha các bạn. Chúng ta hãy cùng xem này. Đây, tuy là chạy mắc quạt, chúng ta có thể thấy là tuy chạy mắc quạt nhưng mà chiếc laptop này nó vẫn mang lại cái tiếng ồn nó rất là nhỏ thôi. Và thậm chí những cái âm thanh môi trường bên ngoài nó còn to hơn cả tiếng quạt ở trên Dell Edison 5560 đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái độ ồn quạt rất là nhỏ ngay từ đầu mà mình đã nói rồi. Một cái ưu điểm đấy nhá. Nhiều bạn cần cái sự yên tĩnh này. Bây giờ là sau 7 phút khi mà chúng ta render, cái phần trăm hiện tại là 29 và máy báo khoảng 15 phút nữa là xong. Xem lại bên các cái thông số ở đây nhá. Và mức RAM đã lên 22.7GB/31.7 ngay sau khi mà mình mở thêm một cái gọi phần mềm Photoshop nữa. Mức nhiệt độ của card RAM thì vẫn chỉ loanh quanh khoảng 70 độ C thôi, sử dụng 99% nhá. Và thêm nữa là nhiệt độ CPU thì bao nhiêu ạ? Nhiệt độ CPU 62 độ C với công suất khoảng 18W. Anh em cứ bảo mình bịp. Hôm trước có một anh em bảo mình bịp, mình thật sự rất là oan uổng luôn. Anh em bảo là lừa đấy anh em ơi, mình chơi game mà nó nóng phải đi viện rồi. Trời ơi, chứ 68 độ C với 22 W nóng cái gì vậy? Mình sẽ làm xong cái thăm này mới được. Ô, mình còn mở cả CapCut này. Mở CapCut làm gì không biết, tắt đi nhá. Từ nãy giờ cứ mở CapCut, vô lý thật sự. Tắt luôn, tắt luôn. Mở CapCut, tắt CapCut đi thì mức RAM vẫn thế, vẫn 22GB, 11 phút nữa. Render 4K mà nhiệt độ CPU 64 độ C. Cái gì vậy? Một chiếc laptop văn ở đâu, laptop workstation mỏng nhẹ. Anh em có thể giải thích được cho mình hay không vậy? Ăn 22W thì 69 độ C là cũng ok rồi, nhưng mà đây là đang render video 4K bằng Premiere nhá. Có thể tin được không? Card RAM chỉ loanh quanh khoảng 70 độ thôi. Đây là một cái ngưỡng nhiệt độ khá là an toàn ở trên một chiếc laptop rồi. Ai có thể giải thích cho tôi được không? Anh em có thể thấy với một chiếc laptop màn hình độ chuẩn màu là khoảng 100% sRGB, 100% Adobe RGB, 98% B3, chỉnh màu các thứ thì quá đỉnh luôn. Chẳng qua là mình chỉnh hơi gà, mình không biết chỉnh màu nên nó sẽ có nhìn nó hơi kiểu, nói chung nó cũng chả đẹp hơn. Tùy theo anh em nào tay to thì anh em sẽ có được cái gọi là kinh nghiệm anh em chỉnh nó đẳng cấp hơn. Mình không khai thác được. Thật sự là nếu mà anh em nào phải có mắt thẩm mỹ rất là tinh tường thì chúng ta mới khai thác được những cái gọi là màn đẹp, đến gọi là cái màn đẹp kinh khủng, màn đẹp siêu đẹp ở đối với một chiếc laptop như thế này. Đây phải gọi là màn hình rất là đẹp với một chiếc laptop nha các bạn. Okay, tạm thời như thế này đi, xem anh em có châm trồ hay không. Trong cái lúc mà mình render như thế này thì chúng ta hãy cùng đo nhiệt độ bàn phím nhá. Vẫn là 45.5 thôi.
Dù sao thì những chiếc laptop workstation này nó sẽ giữ ở một cái ngưỡng nhiệt độ nó ổn định. Nó nóng thì nó cũng chỉ nóng được lên như thế thôi. Còn nào lỗi thì nó nóng hơn, còn lại thì bình thường nó cũng chỉ nóng được như thế này thôi anh em ạ. 46,7 độ C này. Chỗ để tay bên cạnh tab bát là 42,9. Gió thổi ra là 48, 49 độ. Đấy, thế thôi. Cho mình làm cái thumbnail hơi xấu nên khá là ít người xem. Test gọi là test. Các kênh khác làm ngắn đúng không? Mình làm dài luôn. Các kênh khác làm khoảng 5-10 phút thôi. Riêng laptop TC test khoảng 20 phút. Ui anh em sợ quá, anh em chạy sang kênh khác anh em xem hết. Không sao. Nếu mà anh em nào thực sự cần thì chúng ta sẽ cần những cái bài test nó thật sự chất lượng, dài như thế này thì chúng ta mới nói được về những cái hiệu năng. Hiệu năng một con máy laptop workstation ấy nó không nằm ở cái thiết kế đẹp hay không, những cái góc máy như thế nào, mà nó nằm ở những cái gọi bài test thực tế như thế này. Thì chúng ta test nó sẽ ra được cái kết quả mà khi mà anh em mua về thì chúng ta sẽ không bị kiểu bỡ ngỡ ấy. Nhiều khi chúng ta tưởng ngon lắm, review thì ngon nhưng khi mua về thì chán. Đó thì ở laptop TC, kênh laptop TC mình sẽ luôn luôn mang đến cho anh em những cái bài test nó chất lượng nhất anh em nhá. Ok, đảm bảo với anh em luôn. Ok, và sau 14 phút thì cái thời gian ở đây đang báo là còn 5 phút 36 giây thôi anh em nhá. Nhiệt độ của card rời vẫn là 67 độ. Ăn khoảng 43 W này. Còn lại nhiệt độ của CPU chỉ là 67 68 độ C thôi. Ăn khoảng 21 W, mức xung là khoảng 3000 MHz. Chúng ta thấy là có những khi mà cái nhiệt độ CPU peak cao nhất lên là 96 độ C khi mà ăn khoảng 56 W. Nhưng mà đây là một cái ngưỡng nhiệt độ mình thấy là hầu hết con nào cũng bị, kể cả những cái con laptop mà nó dày hơn, nó vẫn bị cái mức nhiệt độ cao như thế này khi mà peak lên cái công suất 60-70. Cái con này là khoảng 56-96 độ C thì những cái con dày hơn như kiểu là, thật sự là khi mà mình render Premiere ấy, xong rồi quay lại Photoshop làm thì nó hơi đơ anh em ạ. Nếu gọi tranh thủ trong cái lúc render thì mình làm Photoshop thì nó hơi đơ thật. Nó không được mượt mà như kiểu Premiere làm Photoshop không. Đúng rồi, làm Photoshop không thì nó quá nhẹ nhàng. Đây. Suýt nữa thì chúng ta bỏ qua một cái rất là hay khi mà hiện tại thì Premiere đang báo còn 36 giây là chúng ta sẽ render xong nha. Render xong lại còn mất thêm một cái khoảng thời gian nữa để nó import file vào máy tính nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái thời gian render chỉ là khoảng 33 giây nữa là xong. Nghĩa là sẽ rơi vào khoảng 21 phút đấy. Và chúng ta thấy nhiệt độ CPU vẫn là khoảng 66 độ C thôi, 21 W. GPU 68 độ C, 39 W. RAM 21.5 GB trên 31.7 GB. Ok chứ nhỉ? Ok đấy chứ. Đây, đã xong rồi các bạn nhá. Đây này, thời gian mà render đến 100% ấy. Đây này, khi mà như thế này thì card rời tắt rồi đúng không? Nghĩa là render xong rồi nhá. Card rời xuống còn 0% rồi. Render xong, CPU nó sẽ vẫn phải hoạt động để nó đang gọi là import file. Đó, chạy 100% ấy. Tính chính xác thời gian render chỉ là 20,51 giây thôi nhá. Ok, thế là xong rồi. Và chúng ta sang Premiere. Đó, ok, render luôn, import video xong luôn rồi. Thì thật sự là với một chiếc Dell Precision 5560 mà hôm nay là mình đã có cái cơ hội mà mình test đây, thì mình đánh giá là cái hiệu năng khi mà làm Premiere hay là Photoshop hoặc là cùng lúc luôn trên con laptop này thì vẫn đáp ứng được cho anh em cách khá là ok. Đương nhiên là khi render 4K Premiere nó nhanh như thế rồi mà anh em còn làm cả Photoshop nữa thì nó hơi bị đơ một chút. Đây là chúng ta còn chưa mở những cái video nên có khi anh em lại muốn chill chill một chút, anh em nghe nhạc, xem video giải trí trong cái lúc đấy thì chắc chắn nó sẽ nóng hơn một chút, đơ một chút, lag hơn một chút. Đó, điều đấy là chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Mình test thì gọi là cái điều kiện gần như là rất là dễ mà cho chúng ta có thể so sánh với những chiếc laptop khác. Thực sự là nhìn qua ở đây thì anh em có thể thấy là cái chất lượng màu sắc ở trên Dell Precision 5560 thì nó hơi bị rực một chút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái độ chuẩn màu cao. Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần cân lại màu màn hình một chút thì nó sẽ ra được cái màu gọi chuẩn hơn. Thực ra là màu này chuẩn rồi nhưng mà nó sẽ thiên của Samsung ấy, chứ không kiểu màu vàng vàng, ám vàng như kiểu iPhone.